Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days để các đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu và đá vòng loại Euro cũng như các giải đấu khác, thì các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ trở lại vào cuối tuần này. Và trước khi đến với cái lịch thi đấu của vòng 5 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024, quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để ủng hộ Thuật Thể Thao ra những video chất lượng hơn và tốt hơn để phục vụ tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này thì giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại bằng các trận đấu của vòng 5. Và trước khi đến với cái lịch thi đấu thì chúng ta cùng điểm qua bảng xếp hạng của các đội trước khi bước vào cái vòng 5 và điểm qua cái nhận định các trận đấu này. Và bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh trước vòng đấu thứ 5 như sau. Manchester City đang dẫn đầu với 12 điểm, đứng thứ 2 là Tottenham 10 điểm, xếp thứ 3 là Liverpool 10 điểm, đứng thứ 4 là West Ham 10 điểm, xếp thứ 5 là Arsenal 10 điểm, đứng thứ 6 là Brighton 9 điểm, đứng thứ 7 là Crystal Palace 7 điểm, xếp thứ 8 là Brentford 6 điểm, đứng thứ 9 là Nottingham Forest 6 điểm, đứng thứ 10 là Aston Villa 6 điểm, xếp thứ 11 là Manchester United 6 điểm, đứng thứ 12 là Chelsea 4 điểm, đứng thứ 13 là Fulham 4 điểm, xếp thứ 14 là Newcastle 3 điểm, đứng thứ 15 là Wolves 3 điểm, đứng thứ 16 là Burnley 2 điểm, đứng thứ 17 là Sheffield 1 điểm, đứng thứ 18 là Everton 1 điểm, xếp thứ 19 là Luton Town 0 điểm và đứng cuối cùng là Burnley 0 điểm. Theo lịch thi đấu của vòng 5 giải Ngoại Anh thì vòng 5 sẽ diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 19 tháng 9. Trong ngày 16 tháng 9 thì sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu như sau. Vào lúc 18:30, Wolves sẽ đọ sức với Liverpool. Vào lúc 21:00 sẽ đồng loạt diễn ra 5 trận đấu. Đó là các cuộc so tài của Aston Villa với Crystal Palace, của Fulham với Luton Town, của Manchester United với Brighton, Tottenham với Sheffield United và West Ham với Manchester City. Vào lúc 23:30 thì Newcastle United đối đầu với Brentford. Trong ngày 17 tháng 9 thì sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là cuộc so tài của Burnley với Chelsea và vào lúc 22:30 Everton sẽ đối đầu với Arsenal. Trận đấu muộn nhất của vòng 5 giải Ngoại hạng Anh đó là cuộc so tài của Nottingham Forest với Burnley. Và sau đây chúng ta cùng đi nhận định qua một chút về các trận đấu của vòng đấu này. Đầu tiên đó là trận đấu giữa Wolves với Liverpool. Có thể nói rằng đây là trận đấu mà Liverpool được đánh giá, đương nhiên rồi, Liverpool được đánh giá cao hơn và cái cơ hội để mà Liverpool giành chiến thắng cũng sáng hơn, bởi vì hiện tại Liverpool đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Nếu như họ giành chiến thắng ở trận đấu này thì họ sẽ tạm thời đòi lại ngôi đầu, đòi được cái ngôi đầu, xoán ngôi của Manchester City ở cái cuộc đua vô địch năm nay. Tất nhiên là chỉ là tạm thời thôi, và hiện tại thì chúng ta thấy rằng Wolves đang thi đấu không được sự tốt cho lắm. Hiện tại thì đội bóng này mới chỉ có được một chiến thắng thôi và đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Liverpool ở trận đấu này thì được thi đấu, phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên đây không phải là cái trở ngại quá lớn của Liên đoàn đỏ. Nếu như đội bóng này tiếp tục chơi đúng với khả năng của mình thì Liverpool thậm chí hoàn toàn có thể thắng với cách biệt 2-0 trước Wolves ở trận đấu này. Và quan điểm cá nhân của mình thì đây là trận đấu mà Liverpool có thể sẽ chỉ gặp khó khăn trong hiệp 1 mà thôi. Và trong hiệp thi đấu thứ 2 thì Liverpool sẽ có được cái kết quả thuận lợi và giành chiến thắng trước Wolves để tạm thời có thể chiếm được cái ngôi đầu bảng của Manchester City trước khi đội bóng này thi đấu vào lúc 21:00. Và lúc 21:00 thì chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Manchester United với Brighton. Thực sự mà nói ở thời điểm hiện tại thì với những gì mà Manchester United thể hiện từ đầu mùa giải tới bây giờ thì thực sự thì đây là cái Manchester United đang có phong độ không tốt. Việc họ chỉ 6 điểm sau 4 trận đấu đã cho thấy cái màn trình diễn tệ hại của họ. Và gặp Brighton ở thời điểm hiện tại được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên đây không phải là cơ hội vàng để cho Quỷ Đỏ có thể giành được chiến thắng đâu. Bởi vì trên thực tế thì Brighton là đội bóng chơi rất khó chịu, kể cả từ mùa giải trước cũng như là mùa giải năm nay. Ở thời điểm hiện tại Brighton đang có 9 điểm, họ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi đó thì Manchester United mới có 6 điểm thôi. Và theo cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này ấy, thì trong 5 lần so tài gần nhất thì Brighton đã thắng 3, hòa 1 và thua 1. Để chúng ta có thể thấy rằng cái lối đá của Brighton nó có cái sự kỵ dơ như thế nào với Manchester United. Tất nhiên thì
Quỷ Đỏ là đội bóng mà có thực lực tốt hơn và được thi đấu trên sân nhà. Nếu như trong một ngày mà Bruno Fernandes và các đồng đội của mình thi đấu thăng hoa thì đừng nói là Brighton, các đội bóng mạnh khác đến sân Old Trafford thì đều có thể phơi áo hết. Nhưng mà ở trận đấu này mình đang lo ngại cho Manchester United, mình đang lo ngại rằng có thể Quỷ Đỏ sẽ không thắng được ở trận đấu này. Nếu thi đấu tốt thì có thể Quỷ Đỏ sẽ có được một trận hòa. Còn mình đang hơi bi quan về cái kết quả giành thắng của Quỷ Đỏ, bởi vì Brighton là một đội bóng chơi rất thực dụng và họ đá, họ chớp vội rất nhanh. Nếu như Quỷ Đỏ mà tấn công một cách nó hời hợt và gặp bế tắc thì những cái đợt phản công của Brighton nó sẽ là cái chìa khóa có thể định đoạt trận đấu này. Và đây là trận đấu mình nghĩ rằng hai đội có thể hòa nhau. Và trận đấu tiếp theo đó là màn so tài của Tottenham với Sheffield United. Đây là trận đấu, đây là cơ hội vàng của Tottenham đấy, bởi vì Tottenham hiện tại Sheffield United là đội bóng mà đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 1 điểm. Mà trước một đội bóng yếu như thế này thì không giành chiến thắng thì còn thắng ở trận đấu nào nữa, đúng không ạ? Chưa kể là Tottenham lại còn được thi đấu trên sân nhà nữa. Thì đây là trận đấu mình nghĩ rằng gà trống sẽ thể hiện được đúng cái năng lực của mình để có chiến thắng cách biệt 2 bàn trước Sheffield United ở trận đấu này. Trận đấu giữa West Ham với Manchester City cũng rất đáng xem khi đây là trận đấu mà Manchester City phải làm khách. Hiện tại thì Manchester City đang là đội bóng duy nhất mà có được cái thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải tới giờ. Nhưng mà nhìn vào những cái chuỗi trận thắng của nhà đương kim vô địch thì chúng ta thấy rằng là Manchester City cũng đã cho thấy những cái dấu hiệu mà đội bóng này đang gặp bế tắc. Và khi một Kevin Reiner nghỉ thi đấu thì cái sự sáng tạo ở tuyến tiền vệ nó cũng giảm đi rất là nhiều. Tất nhiên là trận đấu này thì West Ham được thi đấu trên sân nhà, với một đội bóng như West Ham thì họ có thể gây ra khó khăn cho bất cứ đội bóng nào, ngay cả khi đó là Man City. Nhưng nếu như huấn luyện viên David Moyes mà để cho West Ham đá đôi công với Man City thì cái khả năng gãy của West Ham sẽ rất là cao. Mình đánh giá đây là trận đấu mà West Ham sẽ phải chơi thực dụng một chút. Nếu như chơi phóng khoáng quá thì sẽ thua. Và đây là trận đấu mình nghĩ rằng Man City sẽ có chiến thắng xít sao trước West Ham. Và trận đấu nữa đó là cuộc so tài của Newcastle với Brentford. Thực sự đây là cơ hội vàng để mà Newcastle tìm lại được cái mạch thắng. Với 3 trận thua vừa qua thì Newcastle tức đang tụt xuống ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng rồi. Và chỉ có 9 thắng thôi thì Newcastle tức mới trở lại được nhóm giữa. Và gặp Brentford tất nhiên rồi không phải đối thủ dễ chơi đâu. Nhưng với lợi thế sân nhà của mình thì mình nghĩ rằng chích chòe có thể cắt đứt được một trận tệ hại của mình để có chiến thắng ở trận đấu này trước Brentford. Còn Chelsea với Bournemouth là trận đấu mà Chelsea cũng có cơ hội để giành chiến thắng. Và mình đánh giá đây là trận đấu mà Chelsea có thể có được chiến thắng rửa mặt để mà tạm thời vượt qua được cái khó khăn của mình. Còn Arsenal và Everton cũng vậy. Everton thời điểm hiện tại cũng đang có phong độ không tốt, cho nên là cơ hội để cho Arsenal giành chiến thắng cũng rất cao. Everton đang đứng ở nhóm cuối, đúng không ạ? Và Arsenal đang có phong độ tốt. Tất nhiên không thể xem thường được Everton đâu, khi mà họ được thi đấu ở sân nhà. Arsenal mới trận đấu vừa qua thì cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Rất là khó khăn, cho nên là đây là trận đấu mà mình nghĩ rằng cái khó khăn vẫn đến với Arsenal, nhưng họ vẫn biết cách để mà giành được chiến thắng ở trận đấu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về tỷ số của các trận đấu của vòng đấu thứ 5 của giải Ngoại hạng Anh thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, về kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và nhận định bóng đá được cập nhật liên tục trên kênh YouTube Thuật Thể Thao vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.